Lý tưởng thiên nhiên cây xanh, nước và gỗ, một trong những nét đặc trưng của người Nhật. Asen Lakshai là một sản phẩm được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết với lối thiết kế đặc trưng, độc đáo, nhiều tiện ích thiết thực và mang lại môi trường sống tốt cho sức khỏe và hiện đại. Với thiết kế tinh tế, không kém phần sang trọng đã tạo nên tòa nhà tráng lệ mang đậm phong cách của Nhật Bản. Hơn thế nữa, Asen Lakshai thừa hưởng hơn 20 tiện ích cao cấp tiêu chuẩn của Nhật Bản, hồ ánh sáng tuyệt đẹp, cùng tận hưởng cùng gia đình với những ly cà phê ấm nồng tại Cabana đẳng cấp resort, khu đọc sách xanh thoáng mát, khu shopping đa dụng, sảnh đón khách VIP sang trọng, trải nghiệm phong cách sống chuẩn Nhật tại quận 7, cà phê và nhà hàng sang trọng, spa đậm phong cách Nhật mang lại sức khỏe tốt cho cộng đồng cư dân, siêu thị thực phẩm tươi sạch organic, trường dạy trẻ theo phong cách tiên tiến của người Nhật Bản. Ngoài ra, Asen Lakshai được trang bị hệ thống thang máy hiện đại Mitsubishi, phòng lấy ánh sáng tự nhiên giúp môi trường trong lành hơn, phòng tiện ích thoải mái giúp cả gia đình của bạn sinh hoạt, phòng trang trí sang trọng, ngủ master trang bị hệ thống tủ gương thuận tiện cho gia chủ, tuyệt vời hơn với vị trí giao thông thuận tiện, phòng tập gym hiện đại, Nguyễn tầm nhìn rộng, vườn thư giãn và vườn thiền yên tĩnh làm cho giá trị sống tăng cao. Phòng VIP lao đẳng cấp, Smart Office Asen Lakshai từ tầng 2 đến 5, vừa làm việc vừa ở lại nghỉ ngơi rất tiện lợi. Đặc biệt hơn nữa, tầng thượng tích hợp đa dịch vụ như hồ bơi nước ấm tràn bờ, massage cùng nước jacuzzi thú vị, sân chơi nước trẻ em nô đùa thỏa thích, khu vườn Chaniwa tuyệt đẹp mang phong cách của Nhật, khu thưởng thức trà đạo Nhật Bản, không gian thoáng mát thuận tiện cho tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. Asen Lakshai, tinh hoa hội tụ 3 yếu tố